Kính mời đại chúng chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Mâu Ni Phật. Kính bạch hiện tiền chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 3 tháng 8 năm 2022. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên, Canada trong khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ 20. Mỗi khóa tu 10 ngày. Và hôm nay là ngày thứ 3 của khóa tu. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Có mệt không? Như lời thầy Nhuận Bình nói, mới có 3 ngày à, chưa đâu em ơi. Thưa đại chúng, ngày hôm qua Pháp Hòa làm việc cho đến 3 giờ rưỡi sáng thì mới đi ngủ. Thì sợ mình thức trễ mà có hẹn là phải truyền giới cho các vị mới tới 5 giờ rưỡi sáng, cho nên là để đồng hồ dậy 5 giờ. Thế thì nhưng mà thường thì để là để, nhưng mà mình cũng thường hay thức trước giờ lắm. Thì mình tập, mình làm chủ thời gian, muốn thức thì thức, nhưng mà cũng chưa tin mình được. Nhiều khi ngủ dục mà, trong đó có cái ngủ ngon, thấy không? Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Nó là năm thứ mà nó ám mình á. Mà không có nó mình chịu không nổi. Không có ngủ đâu có được. Rồi đi ngủ. Thì khi mà thức dậy lúc 5 giờ thì thấy cái cổ mình nó hơi đau. Giống như là bị nóng quá trong người đó. Thế thì Pháp Hòa mới nhớ trực lại là cách đây mình có cái chai nước súc miệng. Cho nên mới đem cái chai đó đi súc miệng để mình khò, để cho nó đỡ đau cổ. Thì Pháp Hòa mới đi lấy cái chai nước đó. Thì nó chưa có xài qua, cho nên mới khui cái chai đó. Khui cái chai đó ra thì mình thấy cái nắp nó lạ. Thường thường là cái nước súc miệng là cái nắp nó rộng lắm, chứ nó không có chỉ con cái lỗ nhỏ vậy đâu. Này chắc kiểu mới. Thôi cũng hả họng trút vô. Vừa trút vô xong sao cái lưỡi mình nó tê cứng không nói chuyện được luôn. Trời đất ơi, chuyện gì xảy ra? Lập tức nhổ ra. Nhổ mà may thời á, là tối hôm qua đi ngủ là mình có thủ bình nước nóng, mới đem nước nóng súc miệng. Súc rồi lấy bàn chải rồi chà rồi tẩy.
nhìn lại kỹ cái chai, nước rửa chén. Mà không phải nước rửa chén thường nha, nước rửa của cái máy rửa chén. Không thôi là bữa nay có đám rồi đó. Cái thì Pháp Hòa mới, khi mà nó mình xúc ra được rồi, mình biết là mình đưa vô là cái cảm giác của mình á, là nó tê cứng cái lưỡi, là mình thấy nó lạ, mình nó quéo cái lưỡi mình lại. Cái mình nói ủa sao kỳ vậy. Cái thì Pháp Hòa mới nhổ ra và lập tức đi xúc miệng. Xúc miệng xong cái bắt đầu hơi hoàn hồn tỉnh vía, nhưng mà không có sợ hãi gì hết, rất là bình tĩnh luôn. Vừa đánh răng vừa nhìn kỹ, ủa nó cũng hiện lên chữ rinse mà, rinse là rửa, nhưng mà không đọc kỹ, rửa chén. Sau khi mà xong rồi đó thì Pháp Hòa vẫn nhẹ nhàng lên truyền giới cho quý vị buổi sáng, rồi ngồi thiền với đại chúng. Thì trong khi ngồi thiền thì cái chai đó nó trở thành ra cái đề tài cho mình quán. Thì cái đề, cái subject, tức là cái đối tượng của cái giờ thiền hồi sáng này của Pháp Hòa đó, là chai nước rửa, mà không phải rửa thường nữa nha, nước rửa của máy rửa chén. Nghĩa là người ta đổ cái nước đó vô trong cái máy rửa để nó làm bóng cái ly, là quý vị nó đọc cỡ nào. Cái thì Pháp Hòa mới ngồi, Pháp Hòa mới suy nghĩ như thế này. Cho nên đại chúng nhớ là thiền không phải là mình làm cho cái đầu mình nó trống rỗng. Nghĩa là khi sự việc trong cuộc sống này nó xảy ra đó, chúng ta biết đem nó ra để chúng ta tư duy, quán chiếu và tìm cho mình một bài học từ cái chuyện đó. Thiền là vậy thôi. Thì Pháp Hòa mới quán chiếu là có nhiều khi mình nhìn thấy một cái chữ đó mình lầm. Mình thấy chữ rinse, mà quý vị biết tại sao? Tại vì Pháp Hòa cất cái chai đó rất là kỹ. Cái lý do đó là vì cách đây không có bao lâu thì có một cái cô đó, cổ đến đây và cổ làm, cổ không có cái chai nước rửa đó, là xúc miệng á, cổ mới xin Pháp Hòa, thì Pháp Hòa cho cổ một chai. Cái cổ đi đâu cổ đem về cổ trả lại, cổ trả lại cái chai đó. Cái mình cũng thấy chai này nó gọn gọn, nó đẹp đẹp, thương nó quá, cất rất kỹ, không cho ai xài nha, để tôi xài. Như vậy thì mình lầm á, mình lầm với chữ, mình lầm á, cũng tại cô đó, cổ đưa, cổ nói là nước rửa miệng, nước xúc miệng. Vậy thì từ cổ, chính bản thân cổ cũng không biết, phải không? Trong cuộc sống này cũng vậy, có nhiều khi mình biết một cái việc gì đó mình biết không đúng, mà mình biết không đúng thì mình lại tiếp tục mình đi truyền bá cái chuyện không đúng đó, rồi người ta cứ tin mình, ta nghe theo, có không? Chẳng hạn như nói là còn trẻ đừng có thờ Phật Thích Ca, nó hiểu vậy đó, thấy không? Ở nhà đừng có tụng Địa Tạng, tụng rồi âm binh nó vô, đừng có tụng kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa nóng nảy, rồi cứ một người hiểu như vậy rồi đi truyền bá như vậy, thì cũng giống như cái người mà ta tưởng lầm cái chai đó là nước xúc miệng, rồi cứ đưa cho mình cũng chẳng thèm coi ngó gì hết, cứ tin lằng rằng chai xúc miệng, cất để dành đó cho bản thân mình. Cái thứ hai là gì? Mình nhìn mình thấy cái chữ rinse, tại thường mình nghĩ rinse là rửa, là xúc là rửa, nhưng mà trên đời này xúc miệng cũng được, xúc chai cũng được, xúc bình cũng được, xúc máy cũng được, chứ đâu phải chữ rinse nào cũng là rửa đó. Người ta có cái instruction, người ta có cái phần chú thích chỉ dẫn cho mình cách để mình sử dụng nó, mà tại mình sớn xác, mình không có chịu đọc, mình cứ thấy chữ gì mà nó có pháp ở trong là mình quơ hết. Pháp là Phật pháp mới là cái pháp mà chúng ta theo. Trên đời này nó nhiều pháp lắm, nhiều con đường lắm. Có những con đường nó đưa mình đi tới cái chỗ gì? Cái chỗ sa đọa, cái chỗ lỗi lầm, cái chỗ bế tắc, chứ đâu phải đường nào nó cũng đưa mình đi tới cái chỗ thông dông. Cho nên kinh Pháp Cú mới có câu: đường này đến Niết Bàn, đường kia tới thế gian,
Ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Có những đường nó đưa mình tới Niết Bàn, nhưng mà cũng có đường nó đưa mình tới. Thí dụ quý vị đổ một con đường, đổ đường qua đây, mỗi lần đi 2 tiếng rưỡi, bữa nay đi 12 tiếng. Nhưng mà trên đường đi nó mệt vô cùng. Nào là trễ chuyến bay, nào là bị hủy chuyến bay, nhưng mà quyết chí đi. Tại vì mình biết rằng cái chỗ mình đi tới đó là một con đường. Pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê. Nhưng mà mình phải rõ con đường đó là gì. Thì Pháp Hòa mới suy nghĩ, cái chai đó nó có rõ ràng, nó có chỉ dẫn mà. Nó rõ ràng, nó nói để cho cái gì, sử dụng cho cái gì, mà nó còn để một câu bự tổ bố nữa: keep out of rich children. Để xa tầm tay trẻ em. Mình không đọc kỹ, phải không? Cái gì mà nghe không kỹ, biết không tới, thì đây là cái họa. Phật Pháp cũng như thế. Nếu mà chúng ta học Phật mà chúng ta hiểu không hết, không tường tận, cho nên tại sao chúng ta gọi là tinh tấn. Chữ tấn là tiến tới. Nhưng mà nếu chúng ta cái hiểu của mình nó không có tinh tường, làm sao mình siêng năng được. Thí dụ mình nói là mình biết rằng càng ngồi thiền, càng niệm Phật, tâm mình càng sáng, lòng mình càng định, biết rõ điều đó. Cho nên ai có nói gì nói, mình vẫn tinh tấn trên con đường niệm Phật của mình, trên con đường tụng kinh, trên con đường tu tập của mình. Tại vì người ta chưa có nếm được nó thôi. Người ta chỉ đứng ngoài người ta nhìn mà. Mình đã là người nếm cái đó rồi mà mình vẫn bị người ta đẩy mình ra thì mình dở, chứ không phải người ta giỏi. Pháp Hòa hay nói câu đó. Khi mà mình đã bị người khác bắt bẻ những giáo lý của mình mà mình không biết đường trả lời, mình lại mình nói thầy, thầy, cái ông đó ông giỏi lắm, thầy ông ngoại đạo mà không biết Phật Pháp hết trơn. Trời ơi, nói một câu vậy đó. Người ta ngoại đạo mà ta biết Phật Pháp, còn mình là nội đạo mà không biết gì hết. Vậy là mình dở hay người ta giỏi? Mình dở. Mình là dở là tại vì mình là Phật tử mà không biết bổn phận của Phật tử, không biết cái chuyện của Phật tử. Mình bây giờ là người xuất gia mà không biết việc làm của người xuất gia, mà đi xuất gia mà vẫn làm chuyện thế gian, thì làm sao mình thành tựu được cái gì? Cho nên 30 phút hồi sáng Pháp Hòa ngồi không có phí. Quý vị ngồi thiền là mình có cái đề mục. Nếu mà hôm nào mình không có chuyện gì để quán hết thì đề mục của hơi thở mình là của thiền của mình là gì? Là hơi thở. Thở vào biết con đang thở vào. Thở ra biết đang thở ra. Thở vào con còn sống, thở ra con hạnh phúc. Thở vào con đang ngồi với tăng thân, và con biết rằng con chỉ còn 7 ngày nữa được ngồi như thế này thôi. Sau 7 ngày này con về con chạy. Con chạy mà không phải chạy thường nữa, chạy dắt giò lên cổ. Phải không? Vậy thì những lúc mình ngược ngồi như thế này, tại sao không ngồi? Lại để tiếp tục cho cuộc sống của mình nó rong ruổi nữa. Khi mình không cần phải sử dụng cái đầu mình nó chạy nhảy, nó suy tư nữa. Có những vị nha, ngày hôm qua khuya mới tới đây, lý do là vì chuyến bay bị hủy, nhưng quyết chí đi. Nhưng mà cũng đâu có đi nhiều đâu, đi 2 ngày à. Thành thử nếu mà ở đây mà ở 2 ngày này nữa đó mà không yên ổn nữa thì nó uổng, phải không? Cho nên đến đây thì ở lại đây, khi nào bén rễ lên cây thì về. Thật ra quý vị cứ nghĩ, trời ơi, nếu mà thầy nuôi 500 người này mà ở suốt đời. Quý vị đừng lo chuyện đó. Đừng có lo chuyện đó. Mình có tu không có sợ đói. Không phải mình tu vì miếng cơm nha, nhưng mà thật tình mà có tu là không đói. Người ta ở đâu người ta biết mình tu, người ta không tu được, người ta cũng gửi về người ta cho mình. Tại vì người ta tùy hỷ với cái tu của mình. Như vậy quý vị nhớ là người ta gửi về cho mình tu, chứ không phải ta gửi mình ăn no gây lộn. Mấy cái chuyện này Pháp Hòa nói hoài, rỉ rả trong chùa vậy.
Phật tử nuôi mình tu nha, không Phật tử không có nuôi mình gây lộn à. Có bao giờ Phật tử gửi cái thơ về nói con dành dụm chút ít tịnh tài gửi mấy thầy ăn no thay gây lộn không? Đâu có đâu. Lúc nào Phật tử cũng chúc một câu: chúc quý thầy tu hành tinh tấn, mãi là ngọn đèn cho chúng con. Trời ơi, mình đọc mấy này mình nhột muốn chết vậy đó. Cho nên nó đừng có nghĩ rằng mình ngồi thiền là để cái đầu mình nó trống rỗng. Nó trống cái vọng niệm thôi, chứ còn mỗi ngày mình vẫn chánh niệm. Chánh niệm là mình biết cái mình đang ở đâu, đang làm gì. Đi biết mình đi. Cho nên nếu mà Pháp Hòa sẽ thấy một vị nào ôm bình bát mà đi từ phòng mà đi ra khoan thai, đi không nói chuyện, đi rất là hạnh phúc, Pháp Hòa hạnh phúc hơn quý vị nữa. Tại Pháp Hòa biết rằng những gì Pháp Hòa mong quý vị làm, quý vị đã làm. Pháp Hòa đi ngang phòng nào 10 giờ rưỡi, 11 giờ mà nghe im ru, không có nói chuyện, Pháp Hòa vui hơn gì nữa. Tại vì biết ngủ rồi, nghĩa là ngày mai đủ tinh thần nghe Pháp, chứ không phải ngồi đó thầy nói hay quá. Nhiều khi trong cái đạo tràng á, mình nhìn các bác lớn tuổi á, có bà cụ ở San Jose 94 tuổi vẫn lặn lội qua đây tu, mình 49 tuổi không tu. Người ta 94 tuổi mà người ta tu. Vậy thì bà cụ lớn tuổi đó đó vẫn là đề mục cho mình tư duy và quán chiếu và sách tấn mình. Sách tấn là gì? Là khuyến khích mình cho mình có một cái sự siêng năng lên. Rồi bà cụ á, nhìn mấy chú tiểu nhỏ nhỏ chạy vòng vòng vậy đó, trời ơi nhỏ kiểu này giờ này ở nhà ăn ngủ nè, mà nó chịu khó nó vô đây nó tu nè, mà già cỡ 94 này không chịu tu còn làm gì nữa giờ. Thành thử ra bà già nhìn đứa nhỏ cũng tu, đứa nhỏ nhìn bà già cũng tu. Vậy thì mình đến đây mình tu, nó đúng nghĩa rồi. Và chính cái hình ảnh người lớn tuổi đó là cái duyên để cho mình tỉnh, gọi là duyên giác. Cái duyên cho mình tỉnh. Rồi mình bà già thấy một đứa nhỏ biết tu thì đứa nhỏ đó là cái duyên cho bà già giác ngộ. Ngày hôm qua có một em nhỏ nó hay đi theo quý thầy, quý vị biết đó, hồi trưa này nó dẫn thầy Văn ra đó. Con bữa hôm kia thầy mới nói với nó là con đi ra hỏi mượn mấy cô cái đồ cắt móng tay dùm cho thầy. Và ảnh nói sao cái mấy cô nói con đi vô con thỉnh thầy ra đi để quý cô cắt dùm cho thầy, chứ thầy run vậy sao thầy cắt. Nó đi vô nó nói thì sao không biết nữa. Thầy nghe là thầy ơi thầy viện chủ cần thầy. Trời ơi thầy run rẩy nghe thầy viện chủ, mà nó còn thêm câu nữa chứ, có luôn thầy Pháp Hòa nữa. Nói trời ơi hai ông lớn mà kêu thì chắc có chuyện rồi. Mặc áo rồi vô đàng hoàng, đi qua gõ cửa nửa đêm thầy viện chủ. Thầy viện chủ nói tôi đâu kêu thầy làm chi. Ông nói trời ơi mày nghe rõ giùm tao. Tao run quá mà mày bắt tao đi kiểu này. Thật ra đó quý vị không, có nhiều khi mình phải vô trong chánh điện á, mình đọc lên xin quý vị nào có phone quan hệ tắt, còn nếu quý vị không tắt thì xin hãy để chế độ rung. Pháp Hòa ngồi nghe và nói khỏi để, ông thầy Pháp Ân ông rung tự nhiên. Nó kêu để điện thoại chế độ rung, thầy Pháp Ân rung tự nhiên. Rung không cần bấm. Thưa đại chúng, những cái câu chuyện đó là những câu chuyện vui trong chùa. Mà chính cái niềm vui đó nó là cái gì? Nó nuôi dưỡng người tu mình phải không nè. Hồi nãy có một thầy trẻ vô thăm Pháp Hòa. Ê, Pháp Hòa đang ngồi, cái thầy lại thầy ngồi kế bên. Pháp Hòa mới dỗ cái tay hỏi sao. Mấy huynh đệ mấy ngày nay sống vui, tụi con vui lắm. Anh em tụi con rất là vui mà thương nhau lắm. Rồi một thầy trước khi Pháp Hòa ra giảng, một thầy bước vô, sao con, mấy anh em làm việc có vui không?
Dạ hơi mệt mà vui. Pháp Hòa luôn luôn hỏi thăm. Mà thầy nào 2-3 ngày mà chưa kịp ôm cái, đây mình lại cho thầy ôm cái, mấy ngày nay chưa được ôm. Cái đó là cái tình thầy trò, và cái đó là cái tình trong chùa mình nuôi dưỡng nhau. Tại vì mình đi tu, mình bỏ cha bỏ mẹ, trốn sang quê người, mình đi, mình xa rời hết những cái người thân của mình, mình chỉ còn một cái tình thân duy nhất, đó là tình ở trong chùa. Cho nên Pháp Hòa nghe các thầy sống hạnh phúc, Pháp Hòa vui lắm. Pháp Hòa thấy quý thầy làm việc mệt nhưng mà gặp nhau vẫn dẫn được, đó là tốt. Còn gặp nhau mà quạo đeo nhăn nhó mà không vui thì tự nhiên mình là người chủ sĩ mình cũng không vui theo. Nhiều khi mình suy nghĩ tại mình bày mà con nó cực đó. Thành ra nhiều khi thấy con mình, Pháp Hòa luôn luôn, khi mình được làm việc cho chúng mà mình thấy đại chúng tu hạnh phúc á, là niềm vui của mình đó con. Pháp Hòa luôn luôn nói với mấy thầy như vậy. Con chịu cực một chút nhưng mà con tạo được cái duyên cho các vị đi tu, các vị tu tập, đó là niềm vui của mình. Người tu mình chỉ lấy cái đó làm vui thôi. Và thưa đại chúng là, cho nên hồi sáng Pháp Hòa nghĩ rằng mấy ngày nay quý vị nghe Hòa Thượng Giáo Thọ dạy, mình tu mà không, mình làm Bồ Tát mà không phát tâm Bồ Đề thì đâu có được. Chứ phải phát cái tâm đó. Chứ cũng xin quay trở lại, bất cứ một cái gì người ta đều dán cái instruction, cái công thức ở trên đó. Xin thưa đại chúng là bây giờ ở đây ai không biết nấu mì gói đâu, nhưng mà trên mỗi cái bao mì gói nó vẫn chỉ dẫn cho mình cách nấu đàng hoàng, bao nhiêu nước, bao nhiêu sôi, bao nhiêu để gói mì vô, bao nhiêu mì khô thì làm như thế nào, mì nước như thế nào, instruction đầy đủ. Tại mình không đọc thôi. Như vậy mình trở lại cái việc của người Phật tử chúng ta, Đức Phật có để lại đủ hết cho mình những cái information như vậy không, những cái chi tiết như vậy không? Có không? Có. Nhưng mà tại mình không có học. Nhưng mà mình học cũng không cần mình phải bao quát. Mình ở phạm vi nào, mình nên ngâm cứu cái phạm vi đó. Ví dụ như mình là cư sĩ Phật tử, mình sẽ học những cái gì mà người cư sĩ Phật tử cần học. Nhưng mà đặc biệt hôm nay quý vị đã là người xuất gia, mặc dù chỉ là gieo duyên 10 ngày, nhưng 10 ngày này quý vị phải tự nói với mình là người xuất gia. Thậm chí cái cách mình gọi nhau cũng phải nên gọi theo thiền môn. Mình gieo duyên mà, gieo duyên từ cái tên gọi, từng cái tên gọi. Thí dụ như mình gặp nhau, thím, giờ vô đây tu không có thím chú gì nữa hết. Huynh đệ, tỷ muội, đó là mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên trong chùa gặp nhau là sư huynh, nói theo tiếng Việt là sư anh, sư em. Cho mấy thầy hay gọi Pháp Hòa là sư anh, mà mình nói nhanh xanh. Ủa sao thấy thầy tốt mà sao thầy cứ kêu thầy xanh hoài. Có nhiều khi mình đi xuất gia, và có nhiều khi mình đi xuất gia mà bao nhiêu năm trời rồi, hỏi mình là gì, mình là sa di. Chẳng hạn quý vị hôm nay là sa di, nam là sa di mà nữ là sa di ni. Sa di là gì? Sa di là phiên âm từ tiếng Phạn samanara, và được dịch nghĩa là tức từ. Người sa di là người bỏ cái ác, làm cái lành. Chữ tức là chấm dứt, chữ từ là lòng từ bi. Trong cái chữ đó mà nó hai nghĩa đó, dứt cái ác, làm cái lành, gọi là tức từ. Tức từ chứ không phải là tức đừ. Sa di là tức từ, nghĩa là bỏ ác làm lành. Nghĩa thứ hai là cần sách, siêng năng. Mới vào đạo mà không có siêng thì không thể nào tin mà thành tựu được.
Và thưa đại chúng, bất cứ ai trong cuộc đời này, người đó muốn thành tựu mà lười biếng thì không thể nào thành tựu được. Cho nên trên bước đường thành công không có dấu chân của người lười biếng. Người lười biếng là không bao giờ thành tựu được. Cho nên mình tu tập cũng vậy. Đó, bây giờ quý vị, thí dụ bây giờ quý vị đăng ký tu 10 ngày nè, trừ những vị bệnh nha, trừ những vị có bệnh duyên, có vấn đề gì đó. Còn mình là người khỏe, nhưng mà chỉ có cái bệnh làm biếng thôi. Chỉ có cái bệnh làm biếng thôi. Tới giờ ăn cơm mình không ra ăn, ngủ cho đủ giấc rồi lát người ta đi tụng kinh, mình đi xuống bếp mình kiếm ăn. Mình sống đảo ngược như vậy thì làm sao mình tùng với chúng được. Đây, 10 ngày này á, chúng ta thường gọi với nhau là cộng trú. Cộng là chung, trú là ở. Cộng trú nghĩa là sống chung. Và chúng ta cùng tu với nhau thì gọi là cộng tu. Tu chung và sống chung. Mà mình không có làm việc chung, chẳng hạn như mình thấy người đó làm việc là mình nghỉ, mình không làm. Mình thấy người đó đi ăn cơm, mình không ăn cơm. Mà thậm chí người đó nấu mình không ăn, tại vì người đó là người mình không thích. Thì như vậy mình chưa thể hiện được cái chất của chữ cộng trú, cộng tu. Sa di có ba nghĩa. Hôm qua mình học, bữa hôm mình học xuất gia có ba nghĩa rồi, phải không? Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Bây giờ sa di có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là tức từ, nghĩa là dứt ác làm lành. Nghĩa thứ hai là cần sách, nghĩa là siêng năng. Nghĩa thứ ba là cầu tịch. Cầu tịch là gì? Thích thú chỗ vắng lặng. Ví dụ như quý vị đi ra, đi thiền hành xuống đồi chỗ Phật Di Đà, đi ra ngồi dưới gốc cây để nghe tiếng chim, tiếng gió, mình im và mình đi thiền hành ở đài Quán Âm, vân vân. Mình tĩnh, mình thích được sự tĩnh lặng. Đó là mình biết rằng mình có cái chất cầu tịch của người tu. Còn chỗ nào buồn mình chịu không nổi, mình cứ hễ chỗ nào có tụ là mình mình tới, phải không? Cho nên thật ra không có gì, cái đó không có tội nha. Nhưng mà nó sẽ có cái lỗi là chúng ta làm mất thì giờ của mình, mất thì giờ cho công phu tu tập của mình. Cho nên cái lời nhắc nhở sa di nè, các vị sa di được sanh làm người, được gặp Phật Pháp và được tham dự vào hàng ngũ của người xuất gia là một may mắn cho bản thân và gia đình. Thì giờ thấm thoát như tên bay. Quý vị phải siêng năng học hỏi, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Đó là mình nói theo người lớn tuổi. Đừng để phí thì giờ và tuổi trẻ. Nói tuổi trẻ gì nữa, 80 rồi, 80 vẫn trẻ hơn 90, 90 vẫn trẻ hơn 100. Và lúc nào mình chưa tu, chưa ngộ, chưa tỉnh là còn trẻ. Nhờ mình nói mình trẻ để làm gì? Để mình tiến bộ. Thí dụ mình vô tu, xác mình có già, thân mình có già, nhưng mình còn trẻ lắm trên con đường tu. Chưa biết cách lại Phật, chưa biết cách đi đứng nằm ngồi, mặc dù tuổi đời mình lớn. Cho nên Tổ Quy Sơn cũng vỡ những cái câu như vậy. Nhìn lại thì tuổi đời đã cao, tu hành thì cũng được ít tuổi hạ, nhưng mà không được gì, uổng đi. Cho nên thưa đại chúng là luôn luôn tâm niệm mình chỉ có 10 ngày thôi, không có hơn. Mà thoáng cái 3 ngày là thấy không? Đó, đồng hồ báo đó. Only 7 days. Cho nên sự nhắc nhở cho mình. Cho nên mình á, mình là sa di nè, thì phải biết sa di là gì. Mình là người xuất gia thì phải biết sa xuất gia là gì. Rồi mình phải biết rằng muốn làm được một cái người sa di, một người xuất gia đúng nghĩa, mình phải học cái gì. Thí dụ quý vị thọ mấy giới à, mà thuộc 10 giới chưa à, chưa phải không? Homework, bài tập của mình, viết 10 giới đó ra, ôn. Chưa thuộc cái gì
viết cái đó ra, tự nói với mình 10 ngày này là hôn quốc của mình đấy. Đi về người nhà mình nói sao? Má đi vô chùa má tu 10 ngày má học được cái gì, má nói con nghe. Ôi có học gì đâu con ơi. Chết rồi. Nói trời ơi, vậy con, má nói con má đi tu. Thì tao đi tu, tao tu mày mới được yên mày 10 ngày thấy không. Thí dụ cho mình phải biết. Ngày xưa cái nguyên thủy á, truyền thống á, là các vị sa di, các vị xuất gia thuộc 10 giới, hiểu rõ 10 giới là gì, tại sao chúng ta phải làm những điều này. Thí dụ như tại sao không cho mình nằm giường cao rộng lớn tốt đẹp. Hồi bữa truyền giới cho quý vị, là mỗi lần mà truyền giới qua thoáng câu, bây giờ giường cao thì có mà rộng lớn thì không. Ngủ giường tầng là cao chứ gì nữa. Nhưng mà tại sao không cho mình cái giường rộng như vậy mà chỉ nằm vừa vặn người mình thôi? Thì cái đó gọi là cái đơn. Tại vì không muốn mình đắm nhiễm. Cho quý vị thấy không? Thường thường á, mình mang đôi giày nào mà vừa chân mình à, đi êm chân nè, à, là dính đôi giày. Nhờ vậy đó mấy người ta làm giày, ta mới đóng đế giày, ta mới sống nổi. Có nhiều đôi giày nó cũ mềm mà mình rất vừa chân mình, rất đi rất êm, cho nên thà là mình có đủ tiền để mua đôi giày mới, nhưng mà giày mới mang không bằng, cho nên cứ đi đổi cái đế, vân vân. Một đôi giày thôi, một cái áo mà nó mặc vừa mình, thấy không? Và thậm chí nó làm ấm mình như thế nào đó, tự nhiên mình cũng có dính mắt, huống chi là cái giường, cái chỗ ngủ. Vì vậy cho nên ngày xưa các vị học 10 giới và thuộc 10 giới, hiểu 10 giới. Nhưng khi Phật giáo truyền sang đến các nước phương Đông, đặc biệt là ở Trung Hoa, thì chư tổ thấy rằng cần phải trợ duyên thêm cho người mới tu. Cho nên Ngài Kiến Nguyệt, Ngài mới dựa vào trong cái bộ kinh Hoa Nghiêm, Ngài rút ra ở trong phẩm Tịnh Hạnh thứ 11 một số các bài kệ ở trong đó, để làm thành một cái quyển riêng dành cho các vị mới vào đạo. Học để làm gì? Học thuộc để ứng dụng trong mỗi khi làm việc, để mình nhiếp tâm mình ở trong cái đó. Thí dụ như quý vị kệ gì đó, kệ Đắp Y đó. Kệ Đắp Y đó là một trong những cái ví dụ vậy đó. Ngoài kệ Đắp Y ra đó, quý vị còn học thuộc kệ Mặc Áo Vạt Hò. Tại ai cũng mặc áo vạt hò hết. Áo Nhật Bình ở mấy ngày nay mình mặc, mình ở trong trong ngày tu mình mặc đó, thì học cái bài đó. Thí dụ như quý vị học thuộc bài kệ Áo Tràng, Mặc Áo Tràng. Áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ, đêm ngày chẳng lơi. Mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành, đêm vui cho trần thế. Mình thuộc bài kệ nào thì mỗi khi mình đụng vào cái đó thì cái bài kệ nó lưu xuất ra. Như vậy thì trong đầu của mình á, thấy cái vật, chạm vào vật mà mình không nghĩ gì hết, mà nghĩ đến cái bài kệ, nó liên quan đến cái vật đó, và nó có cái sự sắp tấn mình tu. Vậy có phải là mình nhiếp tâm vào đó không? Mình đâu có chạy đâu nữa đâu. Còn thí dụ như mình cầm cái áo vạt hò lên, trời ơi cái áo này nó không bằng cái áo đầm của tôi ở nhà, hay là không bằng cái áo, tức là cái mình bị rong ruổi. Còn cái này chạm vào cái vật đó. Cho nên cái bài kệ rửa tay rất hay: múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Bài chữ Hán là: sự ngật tụ thủy, đương nguyện chúng sanh, đắc thanh tịnh thủ thọ trì thọ chư Phật Pháp. Múc nước mà để khi mình xong việc rồi mình rửa tay á, thì nguyện cho mọi người có một bàn tay sạch, lấy bàn tay này để gìn giữ Phật Pháp. Tại gìn giữ nghĩa là gì? Lấy, thường thường mình muốn cầm nắm cái gì đó thì mình lấy cái tay mình cầm nắm. Nhưng mà hễ tay sạch thì cái việc đó nó mới sạch. Cho nên bàn tay này mình làm được rất nhiều việc.
mình là một người hương đăng ở trong chùa, mình thuộc được cái bài kệ cắt bông. Xin cắt một cành hoa tặng phẩm của đất trời, hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Ngày hôm qua có mấy vị đi qua bên niệm ân đường, hoa rừng cắt một bó vậy nè, đem cắm ở trong văn phòng, rất là đẹp. Thành thử quý vị biết rằng thấy nó bên đường vậy đó, không ai thèm ngó nó đó, nhưng mà mình nhìn kỹ lại nó rất đẹp. Xin cắt một cành hoa tặng phẩm của đất trời, hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Mỗi ngày quý vị nằm trong ban hành đường, ban nấu ăn, quý vị đều lặt rau hết, thì có bài kệ lặt rau: mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Như vậy thì suốt ngày mình làm việc, cái đầu mình không có nghĩ chuyện khác. Vậy thì trong khi mình làm việc đó có thiền không? Thiền. Thiền không phải là mình ngồi đây 9 giờ rưỡi hay 5 giờ rưỡi sáng, mà thiền là trong mỗi giây phút mình làm việc, cái tâm mình nó dán vào đó, cái tâm mình đặt vào đó. Cho nên tụng kinh đó, phải tụng thiền. Mà tụng kinh mà tụng thiền rồi, chữ nào mình ngân theo chữ đó. Mình tụng được như vậy á, cái người ở ngoài nghe rụng rời hết, nghe xong muốn đi tu liền. Còn mình tụng sao, nó chờ tôi nghe bà tụng tôi muốn nghỉ tu luôn. Mình tụng như thế nào, cái tâm mình nó gửi vào lời kinh như thế nào, để mà người nghe phát tâm đi tu. Tụng kinh báo hiếu phụ mẫu á, mà mình tụng như thế nào mà người ở ngoài ngồi nghe mà khóc, khóc theo từng những cái tình thương của cha mẹ đối với mình. Cho nên bài hát hay có cần ca sĩ diễn đạt. Ca sĩ diễn đạt mà tới rồi, ca sĩ truyền. Ở dưới này nghe xong cảm, gọi là truyền cảm. Còn mình tụng mình truyền sao, nghe bệnh hết trơn, kêu là gì? Truyền nhiễm. Cho các tổ mới thêm cái phần đó. Và cái phần đó được gọi là gì? Tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Chữ tỳ ni á, nghĩa là giới luật á. Và cái chữ tỳ ni nó có nghĩa là thiện trị. Lấy cái thiện để đối trị cái ác, lấy cái chánh niệm để đối trị cái tạp niệm. Thí dụ mình cắt hoa mà mình không có nghĩ gì, mình cứ nghĩ lung tung, thì trong khi mình cắt hoa mình đọc cái bài kệ đó, để cho cái tạp niệm nó đi. Đây là cái đặc sản của Phật giáo Bắc truyền, chư tổ rút ra. Và bây giờ mình nương theo cái ý của tổ, mình nương theo cái ý của tổ để mình có thể viết những bài kệ nó phù hợp với thời đại của mình sống. Quý vị có thấy bài kệ uống sâm chưa? Bữa hôm Pháp Hòa soạn ra, mấy Phật tử cho mấy cái sâm gói đó, Pháp Hòa soạn ra và đổ ra một rổ vậy nè. Nhưng mà sợ người ta không biết cái đó là cái gì, thì Pháp Hòa phải viết 4 câu: sâm huê kỳ thượng hạng, uống bổ khỏe dưỡng hơi, xin mời người hưởng dụng, tụng kinh rõ từng lời. Viết xong rồi dán ở dưới cái chỗ bàn nước kìa. Lát có ai xuống thấy bài kệ đó. Em không có quảng cáo xăm quay kỳ rồi nha. Mai mốt mình phải viết bài kệ ở chỗ cái bàn trà nữa. Trà nước đã sẵn rồi, ta chỉ cần uống thôi. Nước giữ thân tươi nhuận, ta sống đẹp cho đời. Quý vị biết bài này viết ở lúc nào không? 2 phút trước khi ra đây. Nó còn nằm trên tờ giấy này. Trong khi chờ thầy Nhuận Bình điều hành ngoài này, Pháp Hòa trong đó làm kệ để bàn trà. Bây giờ kệ để dép.
Cái này là working hard đó. Ô, mình lo. Đẹp chưa chị? Ngay chưa chị? Đẹp chưa chị? Nhưng mà quên dưới này. Nó phải làm sao đẹp ở trên mà đẹp luôn ở dưới. Cái này mới đẹp trọn vẹn. Đẹp ở bên ngoài, đẹp ở trong lòng. Đẹp mái tóc, đẹp bằng chân. Mình có một bàn chân đẹp mà để đôi dép không đẹp. Nó nói lên hết cái tu của mình á. Từng đôi dép ngay ngắn, làm xinh xắn đạo tràng. Người xếp cũng xinh đẹp, từng cử chỉ nghiêm trang. Mình viết ra mình để ngay chỗ để dép. Viết thêm bài kệ xuống cầu thang nữa. Lên hay xuống cầu thang? Câu thứ hai: bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lộp cộp là biết lòng chưa an. Quý vị có, mình đi tu thời gian tự nhiên mình là thi sĩ hết. Tại sao quý vị biết không? Nhờ đọc kinh. Nhờ đọc kinh mà làm thi sĩ hết. Pháp Hòa chưa bao giờ có một ngày học làm thơ nha. Nhưng mà đọc kinh là tự nhiên mình biết làm thơ. Tại vì kinh á, văn chương lắm. Đó, cái bài Sám Quy Mạng quý vị học đó, văn chương lắm đó. Mà ý tứ rất hay. Nhiều khi mình ngồi mình làm hoài không ra, mà chư tổ chỉ cần đặt bút xuống thôi. Quy Mạng thập phương điều ngự sư là ca ngợi Phật. Diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp là ca ngợi Pháp. Tam thừa tứ quả giải thoát tăng, có ba câu thôi mà nói lên được Phật Pháp Tăng. Tam thừa tứ quả giải thoát tăng, nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ, rủ lòng xuống thương con. Tổ Quy Sơn cũng vậy. Mà mình tự nhiên mình học thuộc những cái văn đó, cái tự nhiên mình không biết làm thơ, nhưng mà nói ra ta tưởng mình nhà thơ. Tại vì mình nói thơ của các tổ. Mà mình lại, các vị thiền sư của mình toàn là những vị để thơ lại rất nhiều, nhất là thời Lý, thời Trần. Rồi sau này chư hòa thượng của mình đó, dựa vào những bài thơ chữ Hán đó dịch ra tiếng Việt tuyệt vời luôn. Bài nào cũng hay. Quý vị có biết cái bài đệ tử chúng con từ vô thủy phải không? Gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, đắm trong sanh tử đã bao lần đó. Bài đó của ai biết không? Của Hòa Thượng Làng Mai. Bài đó của sư ông Nhất Hạnh đó. Mà sư ông viết cái bài đó năm sư ông mới có 24 tuổi thôi. Mà viết xong bài đó rồi thì bài đó được đưa vào trong quyển nghi thức tụng niệm. Không Phật tử Việt Nam nào mà không thuộc bài đó. Rồi cái bài đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A-di-đà, toàn là bài của chư tổ Việt Nam mình hết. Quý vị thuộc bài Tống Tán không? Không thuộc, nhưng mà thuộc loáng thoáng mấy câu phải không? Hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô. Hồi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Đó là mấy bài kệ ta, mấy bài sám của tổ Việt Nam mình đó. Rồi quý vị đọc ở trong nghi thức tụng niệm buổi chiều nè. Không? Cái bài mà xưng tán Phật Di Đà đó, thì chư tổ Việt Nam mình cũng đã dịch ra những bài đó. Một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa. Ai cũng thuộc hết phải không? Cha lành vốn thật Di Đà, soi hào quang tịnh chói lòa thân con. Mấy bài đó không cần học đâu. Cứ mở ra chiều nào cứ bài tụng xong thời kinh tụng bài sám, xong bài kinh tụng bài sám, một tháng bảo đảm thuộc một bài. Đó là dở. Còn nếu giỏi là vài ngày là thuộc một bài. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa cũng thưa là không phải Hòa khoe, nhưng mà Pháp Hòa nói để đại chúng có cái sự tinh tấn. Những cái bài sám đó Pháp Hòa không hề học, tụng không mà thuộc.
cứ chiều nào tụng thời kinh Công Phu chiều xong lấy một bài sám ra tụng, rồi ngày mai tụng sám khác, mai tụng sám khác, mà tụng riết nó nhập tâm. Đâu có cần đợi tới ngày vía Quan Âm mới tụng sám Quan Âm. Hồi nhỏ là thích cái bài sám Mục Liên lắm: con quỳ lại Phật Thích Ca, chứng minh đệ tử tên là Mục Liên, lòng con ngộ đạo tu hiền, xuất gia theo Phật cầu nguyện hôm nay. Tại vì Pháp Hòa nhớ có một cái kỷ niệm á, cái hồi ở trong miền Nam á, là người ta tụng sám là người ta tụng có nhịp, hai khánh một mỏ, bon bon cốc, bon bon cốc, cái là con quỳ lại Phật Thích Ca. Bữa đó cái ông chủ lễ đó, bữa đó đi tụng kinh chung cái mùa lễ Vu Lan á, ông nhắm mắt đánh khánh. Ông đánh mà cái khánh ông xoay xoay họ rớt cái bụp. Nó rớt mà nó chui dưới bàn thờ ấy chứ. Ổng cứ gõ xong gõ vô tay ổng, cái ổng giật mình. Ổng khom xuống mà bữa đó là cười nguyên một cái chùa luôn. Rồi đi tụng kinh đám tang, kêu gia chủ gấp thức ăn. Chén cơm đôn đầy quá. Thằng con nó gấp mà nó làm con tôm giả đó. Nó gấp cái đuôi. Để lên rớt. Cái bà đứng ba bên ấy, thằng này bất hiếu quá, nó gấp cái đuôi tôm ba nó ăn sặc. Chỉ vậy thôi là cười. Dạ thưa đại chúng, là những bài kinh á, nãy giờ Pháp Hòa thưa là chư tổ dựa vào kinh Hoa Nghiêm soạn ra cho mình mấy bài kệ chữ Hán trước. Bây giờ mình là Phật tử Việt Nam, có những công việc mình làm, mình có thể sáng tác những bài kệ. Và bây giờ quý vị muốn học kệ tiếng Việt, quý vị lấy cái cuốn Từng Bước Nở Hoa Sen. Ở chùa mình có in cái quyển gọi là Thi Kệ Chánh Niệm. Đó, cái cuốn đó, đó là mình góp lại hết tất cả những bài kệ, có Việt, có Anh đầy đủ. Quý vị mà đem cái cuốn đó về là quý vị có một cuốn gì phải không? Thiền Phổ. Người ta là có Kiếm Phổ, còn mình là Thiền Phổ, là một cuốn kinh thơ thuộc 60 bài, trở thành một thi sĩ biết 60 bài thơ, thuộc kinh, thuộc sám. Thì đó là một phần. Phần thứ hai là các tổ lấy ra thêm cái phần lời dạy của Ngài Quy Sơn, làm ra thành một cái giáo án để mà cho các vị mới vào tu học. Thế thì nếu mình là một người đi tu theo Phật giáo Bắc Tông, tức là Trung Hoa, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản á, quý vị sẽ được học tổng cộng là 4 bộ luật cho một người đệ tử mới vào tu. Bên Nam truyền thì không có mấy bài kệ này, không có cái lời dạy của Tổ Quy Sơn. Các vị chỉ chuyên vào 10 giới. Nhưng mà thật sự mà nói, nếu như mình hành trì 10 giới nghiêm túc, mấy bài kệ này cũng không cần. Tại sao? Tại chánh niệm đầy đủ thì đâu có bao giờ phạm giới. Nhưng mà chư tổ á, sở dĩ các ngài làm là làm gì? Để cho chúng ta có nhiều phương tiện và để cho chúng ta tu tập. Vậy thôi, chứ không phải là mình hay hơn gì hết á. Nhưng mà tại vì con mình dở quá thì mình phải có nhiều phương pháp để hướng dẫn cho con mình. Cho nên đặc biệt là Phật giáo Trung Hoa Việt Nam xài chung một cái hệ thống dạy cho các vị xuất gia. Cho nên các vị nào mà làm sa di phải học thuộc 4 bộ luật: Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, gọi tắt là Tỳ Ni; Sa Di Luật Nghi Yếu Giải. Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu là gần 100 bài kệ, thi kệ, thiền, chánh niệm phải thuộc lòng. Cái quyển đó được gọi là Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu. Quyển thứ hai gọi là Sa Di Luật Nghi Yếu Giải, nghĩa là chúng ta phải thuộc và hiểu rõ ý nghĩa của 10 giới sa di. Rồi cái quyển thứ ba mình cần phải học á, Oai Nghi. Oai Nghi là gì? Là những cái cách mình đi đứng nằm ngồi để nó giữ cái nét đẹp, cái nghiêm trang của một người xuất gia.
Cái đó gọi là oai nghi. Thì cái trên này là sa di yếu giải, rồi phía sau này là luật nghi yếu, tức là uy nghi, nói về cái cách ăn, cách đi, cách hầu thầy, vân vân. Tổng cộng là 24 việc. Trong đó có luôn cả cái việc danh tướng của y bác. Thí dụ mình cầm cái y lên, mình biết cái y mà trơn như vậy gọi tên là gì, rồi thuộc cái bài kệ của nó. Mình cầm cái y năm điều lên, mình biết y này là y ngũ điều, đọc bài kệ làm sao, và y này có bao nhiêu tên. Thí dụ như mình gọi y là mình gọi tắt thôi, còn đúng chữ mình gọi là ca sa. Ca sa gọi là hoại sắc, còn được gọi là phước điền y, nhẫn nhục y, liên hoa y, cứu long y. Nó nhiều tên như vậy. Bát, tại sao gọi là bát? Chữ bát là gọi tắt của chữ phạn, vì chữ phạn đầy đủ chữ là bát đa la. Ngày nay chúng ta gọi tắt của một chữ thôi là bát. Và nghĩa của chữ bát đó là gì? Nếu mình hiểu nghĩa đúng của nó là gì? Ứng lượng khí, dụng cụ đựng thức ăn đúng theo tiêu chuẩn ăn của mình, ăn theo cái liều lượng của mình. Ứng là ứng hợp, lượng là số lượng, khí là một cái vật, vật mà đựng thức ăn ứng hợp với khả năng của mình gọi là ứng lượng khí, gọi là bát. Và tại sao người tu phải có bát? Tại vì đây là cái vật duy nhất mà người tu giữ để nuôi thân. Tại sao người tu phải có y? Vì tấm y đó giữ để nuôi tâm. Y còn là giới còn, phải không? Quý vị còn tu 10 ngày thì quý vị còn giữ y. Quý vị trở về đời sống bình thường, quý vị phải xả giới. Mà xả giới thì xả y. Như vậy ngày nào mình còn y, nghĩa ngày đó mình còn tu, còn giới. Ngày nào mình không còn tu thì ngày đó y không còn. Cho nên y bát là đôi cánh của con chim, y bát là con mắt của người tu. Mất một là không được. Mất mà mất một thì hỏi mất bát ăn tô được không? Anh ăn cái gì cũng được hết, ăn miếng dừa cũng được nữa. Nhưng mà cái quan trọng nó nuôi cái gì, nó nói cái gì lên đó. Anh quấn cái mền lên, anh kêu cái y cũng được nữa. Nhưng mà anh quấn cái, anh đắp cái tấm y này lên để nó nói cái gì ở nơi thân tâm anh. Cho nên y phải quý, phải trọng. Mình có trọng y thì mình tu hành nó mới có tinh tấn, là vì mình cũng biết quý cái đó thì mình mới tạo được cái duyên đó. Nhiều khi Pháp Hòa mới nói, mấy thầy pháp bảo mình không biết quý cho nên trí tuệ mình nó giảm gì. Thí dụ quý vị có một cuốn sách quý vị không quý, không cất đúng chỗ, tới hồi cần đi kiếm không ra. Đơn giản vậy thôi. Tới hồi muốn tìm cái tài liệu đó không có. Còn mình có cái tài liệu gì đó mình biết quý, mình cất, mai mốt cần là có liền. Đơn giản vậy. Cho nên mình có trọng pháp, có quý pháp. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. Quý vị mang cái băng giảng về nhà, hay là mình giờ mình mở YouTube, mình nằm ở nhà mình nghe, không có tội. Nhưng mà so ra mà ngồi đây, mà ngồi vững thân mà nghe pháp với cái nằm nghe pháp, cái nào mình nghe mình nhớ nhiều hơn? Ngồi nghe. Tại mình ngồi nghĩa là mình thức, mình tỉnh, mặc dù thỉnh thoảng mình có lim dim. Nhưng mà 1 tiếng đồng hồ là gom lại lim dim nửa tiếng, cũng còn nửa tiếng tiên mình thức. Còn mình vừa nằm xuống, ông thầy ông mới có 1 tiếng là mình đi mất rồi. Ông mới hỏi ngày mấy là mình đã đi trước ông. Thật ra không có tội. Tại vì sao? Hai cái đó khác nhau. Mình giữ trong đạo tràng, ngồi ngay ngắn nghe pháp. Còn ở nhà mình, đây là cái vật để nó thu, nó phát lại thôi. Cho nên mình có nằm mình nghe cũng không phải là mình bất kính, nhưng mà tại vì cơ thể mình nó mệt. Sau một ngày làm việc, mình muốn nghe pháp nhưng mà ngồi không nổi nữa, cho nên mình nằm mình nghe. Nhưng mà nói về cái vấn đề mà tiếp thu thôi, thì làm sao mà tiếp thu bằng mình ngồi nghe được. Rồi bây giờ quý vị ngồi thiền á, quý vị không có cái tọa, cái bồ đoàn á, ngồi không có lâu bằng mình ngồi có. Ví dụ ai không có rồi ngồi chừng 5-10 phút là người mình nó tê hết, khó chịu. Có cái gối này á,
nó đỡ cái xương sống mình lên, mình ngồi thẳng lưng, ngồi được lâu. Có một lần Pháp Hòa đi giảng ở Nam Cali, ngồi vậy, ngồi 5 tiếng đồng hồ. Ngồi từ 2 giờ chiều, ngồi tới 7 giờ tối. Tỳ ni, sa di, oai nghi, cảnh sách là nói tắt. Còn nói đủ là tỳ ni nhật dụng thiết yếu, sa di yếu giải, oai nghi yếu giải và quy sơn cảnh sách. 4 cái đó mình thuộc lòng. Đó, ai muốn vô chùa tu theo Phật, chùa Phật giáo Bắc Tông thuộc bốn đó. Ngoài ra còn phải thuộc giáo lý căn bản. Thí dụ như tứ đế, tam bảo. Hỏi tam bảo là gì? Hột xoàn, cà rá. Ủa sao này ra? Dạ cũng đồ quý vậy. Hỏi tứ đế là gì? Rượu đế. Cái gì đế đó. Cho nên á, Pháp Hòa xưa như vậy là để Pháp Hòa giới thiệu thêm á, các vị mà hồi nãy Pháp Hòa nói á, cái chai nước mà nó có instruction mình không đọc vậy đó, thì cái họa là mình mang cái tiếng đó không biết gì hết. Mình cũng là một Phật tử mà mình không có chịu học những cái gì mà một người Phật tử cần học. Cho nên các vị mà đi tham dự khóa tu này nè, sau khi đăng ký rồi đã, quý vị lên trên website của chùa, không biết thì nhờ con cháu tải xuống, hoặc là quý vị có thể xin một quyển Pháp Hòa có in cái quyển, không biết giờ nó còn không, hướng dẫn khóa tu xuất gia giao duyên, trong đó ghi đầy đủ mục đích của khóa tu và khi mình đến khóa tu mình sẽ làm những gì, trong đó chỉ dẫn cho mình biết được cái nội dung của khóa tu, mình tham dự khóa tu mới trọn vẹn hết lòng. Còn mình mơ hồ về khóa tu, vô trong này bắt tu quá trời thất vọng, hoặc là tu không đúng như ý mình nghĩ, có thể mình cũng sẽ thất vọng. Mình muốn tu nhiều hơn kìa, cái này tu lai rai quá, thí dụ vậy. Cho nên mình cần phải hiểu rõ trước khi mình làm. Cho nên quý vị đắp cái y á, Pháp Hòa cũng mong đại chúng hiểu được cái y đó. Y gọi là ca sa, nghĩa là hoại sắc, còn gọi là nhẫn nhục. Tại sao là màu nâu? Là vì màu của đất tượng trưng cho nhẫn nhục. Người tu mà không nhẫn nhục chịu đựng thì không thể nào thành tựu được. Sống ở đời á, mà muốn thành tựu được việc lớn cho đời mình, nhẫn nhục là trước hết. Cho nên có một vị tổ, một vị Phật, trong 7 vị Phật, nhẫn nhục để dứt đạo. Cái đạo đầu tiên nhất, con đường đầu tiên nhất chính là sự nhẫn nhục. Người ta nói nhẫn là châu báu, không nhẫn là tai ương. Thì vì vậy cho nên người tu mình đắp cái gì đó, mà đâu phải người ta chửi mình cái mình nín đâu. Người ta chê, người ta khen, người ta có đổ nước dơ, nước sạch, bất cứ cái gì đất cũng nhận hết. Người tu phải tập như vậy. Còn đằng này chưa ai chê mình hết trơn, tự mình chê người ta không à. Ta công xương, ta nấu mình không khen, trời nấu giờ ẹt cũng đi nấu. Ví dụ vậy. Cái đó là quyền của mình, nhưng mà nó sẽ cô phụ đi cái tâm của mình. Nó cô phụ cái chí nguyện xuất gia của mình, đắp cái y của mình, chứ không có gì hết. Dở thì mình nói dở đúng thôi, nhưng mình phải tập. Có gì ăn nấy, tại mình đi xin mà. Mình ôm mình bác, nếu mà đúng ra là bây giờ mình phải đi ôm mình bác mình ra ngoài Westlock mình đi xin đó. Nhưng mà tại đây không phải là Phật tử, cho nên mình có đi suốt ngày họ tưởng mình đi biểu tình chứ không phải, họ không hiểu là mình đi tu mình xin ăn. Chứ nếu mà mình bây giờ mà dẫn nguyên đoàn này đi về Việt Nam mà đi là khỏi bảo đảm 5 phút là đầy tô. Vì vậy cho nên mình ăn đồ tây. Đã xin thì không có được khen chê, phải không? Xin cơm của Phật tử nuôi thân, xin giáo pháp của Phật để nuôi tâm, mà anh xin mà anh ở khen chê gì? Hỏi ăn để làm gì? Ăn để sống. Sống để làm gì? Sống để gây lộn, để khen chê, trật. Ai cũng nói hết, đi đây làm gì vậy? Đi tu.
Nhưng mà vô mình gây cái này, mình phiền cái kia, không đúng. Tự mình phải biết cái điều đó thôi, phải không? Mà tự mình sống đúng thì mình không cố phụ mình, tức là không phụ lòng của mình và không phụ lòng người thân của mình đã giúp cho mình. Cho nên mình phải có, mình là người đi xuất gia là phải biết cái việc của người xuất gia. Có mấy bài kinh hay lắm để nói cho người tập tu, nhưng mà đây Pháp Hòa trích một bài thôi. Sách Pháp Hòa là toàn kiểu vậy không nè, nó cứ dán tùm lum vậy đó. Pháp Hòa chỉ trích một bài kinh thôi, trong nhiều bài kinh nói cho người xuất gia. Bây giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo, người xuất gia có cuộc sống thấp hèn, cạo tóc, ôm bát, khất thực từng nhà, giống như bị cấm chú. Tại sao dùng cái từ là cuộc sống thấp kém? Đức Phật chú thích là vì cạo tóc, ôm bát, đi xin. Nếu mà đứng sau xã hội á, thì đây là ăn xin chứ gì nữa. Ở trong xã hội là người mà không có tóc là không đẹp rồi. Đã vậy rồi ăn mặc, ăn thì cũng không giống ai mà mặc cũng không giống ai hết. Vậy mà có một cái giải thoát tột cùng. Đức Phật giải thích nè, người xuất gia có cuộc sống thấp hèn, cạo tóc, ôm bát, khất thực từng nhà, giống như bị cấm chú, giống như người bị giam cấm, không có gì tự do của mình hết. Sở dĩ như vậy là vì muốn cầu mục đích cao thượng. Mình bỏ hết mấy cái kia là tại mình muốn có một mục đích cao thượng của mình. Mục đích cao thượng của mình là gì? Là muốn thoát khỏi sanh già bệnh chết. Khỏi không? Không. Nhưng mà cái này là khỏi nè. Thoát khỏi sanh già bệnh chết, ưu bi khổ não tận cùng biên tế của khổ. Người đời á, người ta vẫn sanh già bệnh chết. Người tu mình vẫn sanh già bệnh chết. Nhưng có cái khác là mình không có ưu bi khổ não. Không có ưu bi khổ não. Hồi nãy có một cô tới ăn cơm xong gặp Pháp Hòa. Bạch thầy, con sẽ ráng hết ngày hôm nay. Nếu mà con không khỏe, thầy cho con xin về nhà dưỡng vài hôm. Khỏe rồi con trở lại con tu với chúng. Pháp Hòa đồng ý. Tại vì á, Pháp Hòa cảm nhận á, cái vị Phật tử này, cái vị giới tử này ham tu, mà chẳng qua là sức khỏe không đủ, cao máu, thí dụ vậy, hay là bệnh không có phải nặng nề, nhưng mà trong cái giống như cảm không khỏe đi, về dưỡng hết bệnh thì tu. Nhưng mà cô nói như thế này, Pháp Hòa nói nếu mà cô không khỏe thì thôi không sao. Dạ không sao, con không có bệnh gì nặng hết, con mệt thôi, con cần dưỡng thôi. Nghĩa là bệnh thì vẫn bệnh, nhưng không để cái bệnh nó làm mình ưu bi khổ não. Thật tình mà nói, những vị ngồi đây là 90% hay là 80% phải có bệnh. Không bệnh ít, bệnh nhiều thôi. Nhưng mà quý vị vượt được cái bệnh đó. Tại vì những cái bệnh đó nó không làm cho quý vị chùn bước. Nếu nói đúng hơn là càng bệnh phải càng tu. Tại vì sao? Tu mau kẻo trễ. Phật có dạy bài kinh hay lắm. Người có bệnh phải càng tu cho gấp, tại vì không biết chết lúc nào. Người sắp chết phải càng tu gấp, tại vì chết tới nơi. Người khỏe mạnh phải càng tu gấp, tại vì không tu lúc khỏe, đợi lúc bệnh tu không kịp. Cách nào Phật cũng chỉ mình tu hết. Nhưng mà tu đâu có nghĩa là mình làm cái gì ghê gớm lắm đâu. Chỉ cần mỗi ngày mình thấy được cái sai của mình chỉnh thôi. Đó, quý vị đi tu 10 ngày này về mà quý vị đẹp hơn, dễ thương hơn, năm tới ở nhà sẽ mua vé free cho đi tu tiếp. Nói trời, gửi qua có 10 ngày về khác quá. Năm tới gửi đi nữa, gửi 10 năm.
không chừng gửi luôn. Sở dĩ đó Đức Phật nói rất rõ, cuộc sống mà người xuất gia là bỏ có cuộc sống thấp hèn, cạo tóc ôm bát khất thực từng nhà giống như bị cấm chú. Sở dĩ như vậy là vì muốn cầu mục đích cao thượng, đó là muốn thoát khỏi sanh già bệnh chết, ưu bi khổ não. Nó chỉ khác cái chỗ đó thôi. Tại vì sao mình thoát? Là tại vì mình hiểu nó. Có sợ cũng không thoát, phải không? Có sợ cũng không thoát. Có thích hay là không thích gì, chuyện đó là chuyện của mình, nhưng nó vẫn tới. Cho nên bảo đảm chết chắc. Cho nên gặp đụng chuyện không cần chắc chết. Này các thiện nam tử, Đức Phật nói câu này nè: các ông không vì vua giặc sai sử, không vì mắc nợ người, không vì khủng bố, không vì mất mạng mà xuất gia. Các vị đi xuất gia đâu phải vì bị vua ép đâu, phải không? Không vì vua, không vì giặc, không vì chiến tranh mà chạy vô chùa, không vì mắc nợ người ta mà vô đây, không vì bị khủng bố, tức là người ta hù dọa mình, ép uổng mình vô đây, không vì mất mạng, người ta hâm dọa giết mình mà mình vô đây, mà chính vì muốn giải thoát khỏi sanh già bệnh chết, ưu bi khổ não. Các ông há không vì mục đích ấy mà xuất gia chăng? Cho nên có một người viết thơ vô hỏi một thầy, hỏi bằng thơ nha: điều thắc mắc xin ông dùm giải đáp. Mấy hôm nay tôi nghe pháp của ông, được biết rõ ông đi tu từ nhỏ. Ông đi tu vì cường quyền bắt bỏ, buộc lòng ông phải cắt ái ly gia. Ông đi tu vì đồng ý của mẹ cha, hay ông trốn tránh việc gia đình bổn phận? Cho nên người ta có quyền thắc mắc chứ. Mình đang ở nhà cao cửa rộng nè, mình đang ăn giờ nào mình mới ăn nè, mình ngủ giờ nào mình ngủ nè, muốn ngồi đâu ngồi à, mà đi vô đây bị ông thầy, bị với ông thầy la miết à. Vô mới vô là nói chuyện xong rồi đừng nói chuyện. Mình ngồi ăn cũng cho nói chuyện. Mình xứ tự do mà mới bưng tô cơm vô cái ngồi đây. Đó. Nhưng nếu mình muốn tự do, mình muốn thoải mái thì ở nhà mình. Nhưng mình chấp nhận vô đây nghĩa là mình muốn làm gì? Luyện. Mình rèn luyện được cái đó. Mình rèn luyện cái đó thì nó mới ra được một cái con người tu. Có bao giờ Phật tử hay quý vị đến với một cái người tu mà tại vì cái người đó y chang như thế gian? Tại vì người đó đúng nghĩa người tu mình mới tới. Mình cúng dường cho một người đúng nghĩa tu chứ mình biết cái người đó không tu cũng chỉ. Nó là sự thật như vậy. Cho nên Phật bảo các tỳ kheo: tỳ kheo các ông, tỳ kheo là tại vì đối tượng của Đức Phật là các vị tỳ kheo. Còn bây giờ mình hiểu là tất cả chúng ta vì mục đích cao thượng như vậy mà xuất gia. Vậy tại sao ở đây lại có kẻ phàm phu ngu si khởi lòng tham dục, đắm nhiễm, sanh ra nhiễm đắm quá mức, sân nhuế, hung bạo, biến nhát yếu hèn? Có người đi tu mà tánh tình còn nóng nảy, hở tái là cung tay đánh lộn. Thật ra thì thỉnh thoảng nó cũng có những cái pháp bất nhiễm nó sanh chứ đâu phải. Tại vì sao? Các vị cũng chỉ là người phàm phu thôi. Nhưng mà tự mình phải quyết chí với mình. Tự mình phải quyết chí với mình là mình đi tu là tại mình muốn. Và mình muốn thắng cái này. Mình muốn thắng cái này á thì mình gọi là tự độ. Mà mình không thắng được nó thì Phật gọi là tha thắng. Còn mình thắng được mình thì gọi là gì? Tự thắng. Nhớ không?
Tha thắng là ai? Người kia thắng rồi, hoặc mình là người thua cuộc. Cho nên cái giới mà, cái giới trọng của tỳ kheo á, nếu người nào phạm cái giới trọng á, thì cái giới đó được định nghĩa là gì? Tha thắng. Nó nhiều nghĩa lắm, nhưng mà có cái nghĩa là tha thắng, nghĩa là người kia đã thắng mình. Thí dụ như mình còn ham thích những cái vật chất, mặc dù mình cần, mình nhu cầu, nhưng chỉ là nhu cầu thôi. Còn mình tham cầu là người ta có gì mình phải có nấy. Hàng hiệu đời hào nào mình cũng có, đồ tốt nào ra là mình phải có trước hết. Thì cái đó là để tha thắng rồi. Mặc dù mình có nó, mình cũng xài y chang như cái cũ vậy, nhưng mà tốn kém chi để rồi mình phải chạy theo nó. Cho nên Đức Phật nói nè, các ông vì mục đích cao thượng như vậy mà xuất gia, vậy tại sao lại còn có kẻ phàm phu? Như vậy thì người nào đắm nhiễm là tại cái tâm phàm còn khờ dại, đến là biến nhát, hung bạo, mất niệm, không định các căn mê loạn. Mắt thấy sắc, tai âm nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, thí dụ vậy. Nói như vậy không có nghĩa là mình giỏi hết nha, nhưng mình phải nghe những lời này để làm gì? Để thúc liễm mình, để sách tấn mình. Thí dụ như lỡ mình có cái tự nhiên mình nghe vậy, mình cũng thấy hổ thẹn, thúc liễm được 5 ngày, 10 ngày. Rồi cái mai mốt cái tâm phàm nó trồi vậy, cái lại mình lại thúc liễm tiếp. Vì vậy cho nên mình phải đọc kinh, phải tụng kinh, phải tụng giới. Vì vậy mỗi lần tụng là mỗi lần nhắc. Trong cái bài tụng giới của tỳ kheo có những câu rất là hay. Tụng giới như lâm trận, mạnh thì thắng, yếu hèn thì sẽ bị lui tàn. Tụng giới cũng như thế, thanh tịnh thì tiến bước, không thanh tịnh sẽ bị lùi. Như người què chân, không thể nào đi được. Cho nên những cái lời ở trong cái lời, cái gọi là cái lời mở, mở lời trong giới kinh hay lắm. Đức Phật có nói một bài kinh sắp sửa đánh giặc, vậy mà có người chạy vô bẩm hoàng thượng, ở ngoài kia đang có 200 binh lính, nó đang cầm dao gươm, nghe vậy cái bỏ chạy hết trơn. Đức Phật nói người tu không khéo y chang vậy đó. Sắp sửa làm một cái việc gì đó thì người ta hù dọa lui sụp hết. Cho nên cái bài sám mà Hòa Thượng Giáo Thọ đang dạy đó, bài sám nó hay lắm đó. Cái bài đó trong đó có câu á, Ni sư Trí Hải dịch đó, hành Phật sự không giờ phút chán, pháp môn tu 80,000 điều thông. Hình như cái bài đó của Hòa Thượng Lần Mai đó. Hòa Thượng Lần Mai cũng có dịch đó. Giống như người từ tối tâm vào tối tâm, từ mờ mịt vào mờ mịt, từ hầm phẫn rồi ra, rồi lại rơi vào hầm phẫn, dùng máu rửa máu, lìa bỏ các việc ác, rồi trở lại nắm lấy các việc ác. Ta nói những ví dụ này, tỳ kheo phàm phu cũng như vậy. Lại giống như củi thiêu tử thi bị ném bỏ trên gò mã, không bị tiều phu thu gom. Ta nói thí dụ này thì đối với tỳ kheo phàm phu ngu si, khởi lòng tham dục, sanh ra đắm nhiễm quá mức, sân nhế hung bạo, biến nhát yếu hèn, mất niệm không định, các cân tán loạn, cũng lại như vậy. Đối với cái câu lời kinh này thì đối với các vị mà xuất gia thật sự nó có tác dụng lớn lắm. Nhưng mà đối với mình là những người tu tập sự gieo duyên, nó cũng có tác dụng. Lỡ mình khởi tâm chỗ ở, cái ăn, sự lo lắng cho mình, mà mình khởi tâm mình có nhiều cái đòi hỏi hơn nữa, thì những lời này nó có công năng, nó giúp mình. Mình chỉ tới đây gieo duyên 10 ngày thôi, thì luôn luôn nói như vậy là được rồi, như vậy cũng tốt rồi. Có một lần Pháp Hòa đi giảng, cái chùa không có chỗ ngủ nghỉ,
tối mình phải đi qua chùa khác tá túc, sáng 5 giờ xách giỏ qua chùa này, giảng ngày 2-3 thời, xong rồi đi về thì mất công người ta đưa đón. Chùa không có chỗ gì hết, ở phía sau vách nó có cái lõm chừng chạy sảy tay vậy nè. Thầy Tịnh Mãn cũng đi với Pháp Hòa trong cái chuyến đi đó. Buổi trưa cái không có chỗ, cái hai anh em ra làm sao có lõm đó ngồi. Ông Tịnh Mãn, thầy Tịnh Mãn nói, mình về mới kêu tu quá ha. Trời ơi, giảng sư mà ngồi đợi giờ lên sân khấu. Không có chỗ nằm. Suốt ngày cứ ngồi, vợ tới hết giờ giảng ra giảng, hết giảng vô trong ngồi vậy đó. Rồi cái khát nước, đứa con trai nước, mà chỗ đó là gì, cái đường đi mà người ta để kèm búa dây điện gì luôn, giống như cái đường nhà kho vậy. Nhưng mà không hề buồn một chút, không hề có một chút gì phiền não luôn. Đức Phật dạy trong kinh đó, những lúc nào mà có cái biến cố xảy ra mà tâm mình bình thản được, Phật dạy câu rất hay: hoan hỷ tự vui. Không cần ai khen mình, không cần phải phô trương với ai, nhưng những lúc như vậy mà tâm mình vẫn bình an được thì mình phải biết rằng mình tu tập có kết quả. Mình tu tập có kết quả thì từ cái giây phút đó nó sách tấn mình lên. Hồi sáng này mình đọc kinh soi gương, phải không? Phải không? Như một cô thiếu nữ tuổi còn trẻ thường ưa nhìn mặt mình vào một bát nước hay một tấm gương. Nếu thấy mặt mình dơ thì người đó sẽ lau đi và tự nhắc mình phải không? Phải cần tinh tấn nỗ lực thêm nữa. Nếu nhìn vào trong mặt gương đó mà thấy mặt mình sạch thì phải nói rằng tốt lắm, mặt ta rất sạch. Người đó sẽ tinh tấn tu tập, giữ gìn như thế. Mình cũng vậy thôi. Nếu mình chưa được cái đó, một lúc là mình nhìn lại, trời sao mình tu mình còn hơn thua như vậy, tại sao mình tu mà mình còn đòi hỏi như vậy. Còn nếu mà mình bình thản được hết thì mình biết rằng đường tu mình đã có một phần kết quả. Cái sự nỗ lực tu tập của mình nó khá tốt thì nó sắp tấn mình lên, nó làm cho mình hăng hái lên để mình tu nữa. Tại vì mình đã không bị mấy cái này trước kia là chết với tôi, ví dụ vậy. Nhưng bây giờ mình đã vượt được cái đó. Cho nên nhiều khi mình đọc kinh á, chỉ cần một câu nói của Phật thôi mà mình lượm mình bỏ túi được á, là mình hạnh phúc lắm. Có một lần Pháp Hòa đọc kinh Đại Bảo Tích, thì trong đó Đức Phật đưa một cái ví dụ này nè. Đức Phật nói á, cái người tu mình phải tinh tấn giống như là đi chiếc thuyền đất mà sang sông. Quý vị thử tưởng tượng thuyền đất nó xuống sông thì sao? Nó chìm, nó rã mất đất đi. Nhưng mà nếu mình lỡ mình nhảy xuống chiếc thuyền đó thì mình phải làm gì? Không thể nào đi chậm được, nó rã thuyền, nó chìm chết, đi cho nhanh lên. Chỉ một câu ví dụ đó thôi mà thích thú cái câu kinh đó vô cùng. Pháp Hòa hay nói với các thầy trẻ hơn, nếu mà Pháp Hòa biết mấy anh em mình có đôi lúc làm Phật sự cũng mệt mỏi và chán nản lắm, nhưng mà nếu mà mình như một chiếc thuyền đang đi trên sông mà muốn buông xuôi cái thuyền á, thì mình cắm cái dùi lại, cắm cái chèo lại, ít nhất chiếc cái ghe đó đó nó ở đó chứ nó không bị đẩy lùi. Hết mệt rồi đi tiếp. Quý vị cũng vậy ha. Tu sau 3 ngày trời chắc chết chứ đâu còn mong chi sống. 3 ngày mà thấy sắp đi rồi, mệt quá. Trời ơi, mình mệt muốn chết, từ tối về mình muốn ngủ mà cứ dành nhà tắm suốt. Không biết bà làm cái gì ở trong. Tắm cũng xếp hàng, ngủ cũng phải xếp hàng. Tại sao ngủ xếp hàng? Tôi cần ngủ trước, tôi ngủ sau, chim hót quá tôi ngủ không được. Mình nghĩ là sau 3 ngày, 4 ngày không biết mình chịu nổi không. Khởi cái tâm lên, thôi chắc đổi vé quá, chắc về sớm quá. Biết vậy bữa hôm tu 5 ngày thôi, hàm hố chị tu tới 10 ngày. Đi lần đầu tiên mà đi chi dữ vậy, thí dụ vậy. Cái thuyền mà nó sắp bị đẩy lui rồi đó, thì mình phải lập tức cắm chèo lại.
thôi để hết ngày, đừng nói, đừng nghĩ tới 5 ngày, 6 ngày gì hết, một ngày nữa thôi. Rồi ngày mai mình một ngày nữa thôi. Thật sự mình đâu có ngày mai, một ngày thôi. Phải không? Em tu vậy đó. Nhiều khi mình mệt mỏi mình nói thôi, một ngày này nữa thôi là mình xong rồi. Thí dụ vậy. Giống như có một lần bệnh mà lại ngủ bách danh á, lại còn có khoảng 50 lại nữa mà mình đuối luôn á. Cái Pháp Hòa nghĩ á, bây giờ nếu còn có 50 lại nữa thôi mà mình bỏ cuộc á, mà mình biết cái sức của mình là cũng có thể ráng được 50 nữa, mình lại hết 50 còn lại đó, cái tự nhiên nó khỏe sau cái lần đó. Thì mình biết rằng cái tại vì mình còn khỏe mà mình biết được cái cơ thể của mình cho nên mình ráng. Mấy cụ đừng có bắt chước em nha, nằm luôn đó, tại ông thầy ổng biểu. Cho nên thưa đại chúng là hôm nay á, sau cái chuyện mà uống nhầm cái chai nước rửa, Pháp Hòa có đề mục để ngồi thiền phải không? Và sau đó Pháp Hòa, những cái lời kinh mà Pháp Hòa đọc được á, Pháp Hòa thấy nó tương đồng. Và hôm nay chúng của mình ngồi đây, mặc dù gặp nhau quen miệng kêu các vị Phật tử, nhưng mà đúng ra là các vị sa di, sa di ni, các tiểu ni, các chú tiểu, 90 tuổi đi tu mà mới vô tu vẫn là tiểu như thường. Cho nên rồi đây là sự chia sẻ nhắc nhở. Ý của Pháp Hòa muốn nói là việc gì nó cũng có cái bài bản của nó. Mình tu tập cũng phải đi theo cái thứ lớp, không có vượt bực. Làm sa di mà đi thọ giới không thuộc á, các vị quở một câu rồi cho về đó. Ông làm sa di mà không biết bổn nghiệp của sa di, thôi về đi, học lại rồi trở lên. Huống chi làm tỳ kheo. Hỏi đi đâu đây? Dạ đi xuất gia. Ủa mà xuất gia là cái gì vậy? Thì về tôi bỏ nhà tôi vô đây ở. Xuất gia là phải hiểu được. Xuất gia có mấy nghĩa? Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Sa di có mấy nghĩa? Thứ nhất là tức từ, thứ hai là cần sách, thứ ba là cầu tịch. Rồi chưa nói sa di có ba bậc nữa nha: khu ô sa di, ứng pháp sa di, danh tự sa di. Khu ô sa di là tuổi từ 7 tuổi tới 13 tuổi không có làm gì hết á, đi đuổi quạ thôi đó. Mấy chú tiểu nhỏ nhỏ mình nó để chớp người ta chạy vòng vòng chùa đó, nó là khu ô sa di đó. Hỏi làm gì đó? Con chạy vòng vòng, bác nào bị ruồi đậu trên đầu con đuổi. Tại con sợ ruồi nó té nó chết. Khu ô sa di ở chùa ở trên Trúc Lâm á, đa phần là sinh hoạt ở dưới lầu. Mỗi lần ai bấm chuông mấy đứa nhỏ nó chạy lên, mà mỗi lần vậy cái Pháp Hòa hay nói đó, thấy không mấy bác, thấy không mấy đứa nhỏ vậy chứ nó hữu dụng lắm á. Những lúc này đi mở cửa nè, bác lết ra tới cửa người ta đi về rồi. Có nó đỡ không? Cho nên đừng có chê mấy đứa nhỏ, đừng có ghét mấy đứa nhỏ, đừng có la mấy đứa nhỏ. Mà mấy đứa nhỏ nó tới nó ở trong chùa đây, thứ nhất nó không đi bậy, thứ hai nó ở trong chùa ăn nó cũng ăn chay. Còn nếu mà nói nó giúp mình đó, nó đi mở cửa là một cái hữu sự vô cùng. Nó phone vô, I know she speak English. Công phần mà không biết tiếng Anh, đưa nó nghe cho. Nó nghe xong nó dịch, dịch xong mình về tới Việt Nam luôn. Uo sa di, ứng pháp sa di là gì? 13 tới 17, mặc dù chưa làm việc lớn nhưng có thể giúp thầy làm được một số việc trong chùa. Chẳng hạn như tiếp khách, nghe phone, tiếp nhận những cái gì người ta gửi tới, hay là giúp thầy ghi chép mấy cái công việc. Thầy đi vắng, mình cũng có thể thế thầy hướng dẫn tụng kinh. Ứng pháp, ứng pháp tức là mình đủ khả năng để thích ứng vào các công việc theo cái khả năng của mình.
Hồi nhỏ mặc dù Pháp Hòa 7 tuổi, đúng tuổi khu ô, nhưng mà quý vị biết Pháp Hòa làm gì không? Chủ lễ. Đi chủ lễ đàng hoàng. Bữa nào mà mấy ông trưởng đoàn không có đi tụng kinh là đẩy Pháp Hòa ra làm chủ lễ. Mà mỗi lần mình được lên làm chủ lễ mình sung sướng dữ lắm. Tại lúc đó mình được nổ. Trời ơi, mấy cái bài phục nguyện dân hương gì mình có như mình sổ hết. Để cho mấy ông biết tôi nghe. 12 tuổi là đã ngồi nói pháp rồi. Ngồi nói pháp cho quanh vũ nam, quanh vũ nữ. Cũng giống như hồi nãy thầy giáo thọ dạy mình đó. Thầy nói ra không phải là thầy khoe, không có gì để khoe cả. Nhưng nói như vậy để mình biết rằng mình đã có chủng tử. Nhớ không? Lai sinh trí chủng linh miêu. Mình đã có sẵn cái mầm giống tu hành, không phải chỉ đời này. Quý vị cũng có cái hạt giống đó đó. Nhưng mà đời trước mới lên được nhú rồi, nhổ ăn rồi. Tại vì sao? Rau non không ăn uổng. Để vàng chút có hột rồi. Hiểu ý không? Mình là cứ, mà mình là cái tội của mình là có cái gì cũng ăn hết á. Mít phải chi, đỡ dài hột trồng không? Không, luộc luôn. Sầu riêng để trồng, hột sầu, cây sầu riêng rất ngon, đem nướng luôn. Hột sầu riêng cũng ăn luôn. Còn gì nhỏ nữa. Không? Cho nên, mình biết rằng á, đời này mình đi vô chùa nè, mình ở được như vậy nè, mặc dù chỉ là gieo duyên, nhưng biết chắc rằng mình đã từng có cái duyên lành mới ngồi đây được mấy ngày này đó. Chứ không thôi là nội cái chuyện mệt mỏi của thời khóa là mình đã lui rồi, chưa nói những cái chuyện khác nữa đó. Cho nên phải nuôi cái này. Có thánh thai không? Ráng dưỡng thai nghe. Không để sảy thai. Đi đứng đoan trang, nói năng từ tốn. Không phải bậc thánh chớ tôn thờ, không phải bậc hiền không kết bạn. Lời đó là lời khai thị của thầy hòa thượng truyền giới cho mình đó. Họ không phải thánh không có thờ, không phải bậc hiền không kết bạn. Tu với bạn mà bạn cứ biểu về đi. Thôi em đi về đi, kẻo người ta chờ, kẻo người ta trông, đâu có được. Rồi bây giờ mình kết thúc ha. Mục đích của Pháp Hòa nói chia sẻ với đại chúng là, ý Pháp Hòa là quý vị đã là người phát tâm xuất gia gieo duyên. Có thể đây là lần đầu và cũng có thể đã nhiều lần. Nhưng nếu mình chưa ý thức được những cái bài học căn bản mà chúng ta cần có, cần biết là phải nên để tâm. Là Phật tử thì phải biết được những cái điều rất căn bản. Không phải biết để khoe khoang, biết để mình ứng dụng, mình tu. Và không làm cho tâm bồ đề của mình lui sụp là bởi vì đã có đường đi rồi, ta không còn lo sợ. Hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn Thế Tôn, được hành trì giới luật, sống vững chãi thảnh thơi trong từng giây từng phút của cuộc sống hàng ngày, còn trực tiếp tham gia vào sự nghiệp độ sanh của Phật và Bồ Tát. Quý vị đang trực tiếp tham gia. Quý vị đang trực tiếp tham gia vào sự nghiệp độ sanh của các thầy, các sư cô trên khắp thế giới. Chúc đại chúng tinh tấn 7 ngày còn lại. Dạ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, phần đạo vô